Lưu Diệc Phi sinh ngày 25 tháng 8 năm 1987 tại Bệnh viện Tế Vũ ở Vũ Hán, Trung Quốc với tên khai sinh là An Phong. Cha mẹ của Lưu Diệc Phi ly hôn vào năm cô 4 tuổi, sau đó cô được mẹ nuôi dưỡng. Cô lấy họ mẹ là họ Lưu và được bà ngoại đặt tên mới là Lưu Tây Mỹ Tử. Năm 10 tuổi, cô cùng mẹ di cư sang Hoa Kỳ, đồng thời sử dụng tên tiếng Anh là Crystal Liu. Nguyên quán bên nội của Lưu Diệc Phi thuộc huyện Như Dương, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ông bà nội cô đều là cán bộ chính quyền, một người công tác ở thôn Cảnh Khẩu, huyện Như Dương, một người công tác ở quận An Bình, tỉnh Hà Bắc. Ông nội của cô là Tống Bảo Trạm, sau này đổi tên thành Khổng Quân để tưởng niệm sự hy sinh của một người chiến hữu họ Khổng trong thời kỳ kháng chiến, đồng thời bày tỏ quyết tâm tiếp tục chiến đấu, người trước hy sinh thì người sau tiếp bước. Năm 1960, ông đảm nhiệm vị trí phó bí thư đảng ủy của Đại học Y khoa Vũ Hán, nay là Học viện Y khoa Đồng Tế, thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung. Bà nội của cô là An Quẩn Thục, sinh năm 1925 mất năm 2001, từng học tại Học viện Y khoa của Đại học Khoa học và Công nghệ Kỹ thuật Hoa Trung. Bà đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy tại Bệnh viện Đồng Tế từ tháng 11 năm 1980 đến tháng 4 năm 1983. Cha của cô là An Thiếu Khang. Ông xuất thân từ một gia đình y khoa, từng viết nhiều bài báo cũng như xuất bản sách và nhận được nhiều giải thưởng cho các tác phẩm của mình. Ông là giáo sư tiếng Pháp tại Đại học Vũ Hán và hiệu trưởng của Học viện Khổng Tử tại Pháp, về sau được cử ra nước ngoài học tập và làm bí thư cao cấp của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Paris. Mẹ của cô là Lưu Hiểu Lợi, sinh ngày 4 tháng 11 năm 1959. Bà xuất thân từ một gia đình cán bộ nhà nước tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Bà là một nghệ sĩ múa cấp quốc gia và từng tham gia giảng dạy múa ở nhiều nơi. Năm 1970, bà theo học tại Học viện Ca Vũ Kịch Vũ Hán chuyên ngành múa dân gian, múa cổ điển và múa ba lê. Bà từng tham gia nhiều vở múa nổi tiếng như Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, Hái Nho, Cái Chết của Phượng Hoàng, Sở Vận, và đảm nhận vai Tây Vương Mẫu trong bộ phim Vua Cung Phu 2008. Sau khi ly hôn với chồng cũ, bà đưa con gái sang Hoa Kỳ định cư. Tại đây, bà kết hôn với một luật sư người Trung Quốc, sau này trở thành cha dượng của Lưu Diệc Phi. Cô còn có một người cha đỡ đầu là Trần Kim Phi, ông là tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn Đầu tư Thông sản Bắc Kinh. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 18 của Lưu Diệc Phi, Trần Kim Phi đã tổ chức một lễ trưởng thành thật đặc biệt dành cho cô tại nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài với chi phí lên đến 1,8 triệu nhân dân tệ. Trong buổi lễ, cô có dịp gặp gỡ chủ tịch của hãng đĩa Sony Music Japan, đạo diễn Trương Kỷ Trung, Chu Thời Mậu, Úc Quân Kiếm, diễn viên Huỳnh Hiểu Minh, Lâm Chí Dĩnh và một số quan chức của Bộ Văn hóa,